Do đó điên gì mà chúng ta nói lời nói để làm khổ mình khổ người. Các con thấy không? Mấy con biết vốn hôn trầm thì miên lười biếng là con người, mấy con người nào cũng có. Cho nên muốn vào tu tập là phải phá hôn trầm thì miên cho sạch. Mà phá hôn trầm thì miên cho sạch thì chỉ có pháp thân hành niệm. Đó là nó có pháp, phương pháp đàng hoàng. Khi hôn trầm thì miên hết rồi thì chúng ta mới ngồi đây mà tu tập định vô lậu, làm cho tâm chúng ta không còn lậu hoặc. Có phải không? Như vậy nó mới sạch chứ. Chứ bây giờ ngồi đây mà tu lậu hoặc mà cứ gục lên gục xuống như thế này, như con gà mổ thóc thì thôi rồi, đâu có thành công việc gì đâu, uổng công. Cho nên đầu tiên dạy mấy con cách thức đi kinh hành, đi pháp thân hành niệm. Nhưng ở đây có nhiều người lại tu điên. Trời ơi, cái sức của mình đi chừng trong 5 phút mà đi tới 30 phút thì thử hỏi sức nào mà chịu nổi. Có phải không? Tu 5 phút thì đi 5 phút thôi, rồi nghỉ, khỏe, rồi tu lại. Chứ đi hoài như thế này thôi. Thần, cái sức thần cũng chịu không nổi nữa.